một món ombre và design giống như thế này, và làm rất là nhanh với cái ombre này luôn. Khách hàng quay lại mình đổi màu nó cũng nhanh nữa. Bây giờ mình bắt đầu ha, cho mọi người không để lâu và mình cũng không có làm quá lâu. Rồi ở đây thì em sẽ chuẩn bị màu. Đã đi primer rồi, em sẽ đi màu số 56 ha. Cái màu này nó trắng xám nhìn nó rất là sang, đi bản thân nó không cũng là đẹp rồi. Và hai màu mà em xài để ombre đó là 134 và 140. Mình có thêm một tí xíu màu 133 nữa trong cái mẫu design cho nó nổi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm tay bên này. Đi primer ha. Rồi, hello mọi người mới vào nhé. Ủa sao em không thấy được comment vậy ta? Anh chị vào thì share video giúp cho em với. Em nói là please. Ok, cái ngón này thì em sẽ đi nửa ngón trước, cái ngón dài á, cho nên là mình đi nửa ngón. Thường ngón dài thì em sẽ đi hai cục bột. Đó, cái màu số 56 đúng là 56. Màu này 56 của Zipland, nó rất là dẻo cho mình đắp, và cái màu của nó trắng xám nhìn nó sang lắm. Rồi cho mình hỏi màu cũng dùng để đắp được. Màu nào cũng dùng để bột nào hả? Không chị, có bột không có dùng đắp được nhé. Bột mà xài mà chuyên cho dip á là nó không có dùng đắp được đâu. Tùy, có bột đắp được và có bột không đắp được. Rồi sau đó bắt đầu em cho nó nằm xuống hết nè. Cái chỗ này mình thấy chưa, em lo đọc comment á. Nhiều khi mình lo quay sang đọc comment là bắt đầu mình bị lấy thiếu bột. Cho nên là mấy anh chị thông cảm, nhiều khi nhắn tin vào mà em không có đọc được cái comment, mình tập trung mình làm á, thì mọi người thông cảm ha. Comment nào mà em quay sang em thấy thì em sẽ đọc liền. Rồi. Cục bột dưới đây thì hồi nữa mình dũa thì nó sẽ bông ra. Dạ, loại bột em đang đắp dip được. Dip lên là bột vừa đắp vừa dip. Hồi nãy em lấy lên em đợi cho cái bột nó thấm hết nè, mấy anh chị thấy không? Sau đó để lên. Rồi mình coi đủ độ dày chưa, chưa thì em sẽ đi thêm một cục nữa. Này em lấy nó hơi bị mỏng cho một cục bột, thì mình sẽ đi thêm một cục nữa nằm chồng lên trên thôi. Mình đi gọn cho nó nằm chính giữa, một cái đường chính giữa vậy nè.
để cho cái móng người ta nó ôm gọn vào. Cô này là cô làm bartender. Đa phần khách của em làm bartender rất là nhiều. Cho nên là cái tay họ đã tiếp xúc với nước nhiều nè. Và cũng work bằng tay nhiều lắm. Nên mình làm nó phải đủ cái độ dày, không thôi là nó sẽ rất là dễ bị gãy. Rồi cái này em lấy cục bột to hơn ha, để cho nó thấm. Rồi sau đó bắt đầu mình lấy liquid vào trong cọ, chậm hai bên, đẩy bột vào cho nó ôm vào bên trong và cho bột nó nằm sát xuống mép cuticle. Sau đó bắt đầu em vuốt xuống từ từ nè. Mình coi coi nó có đủ cái độ dày hay không. Nó hơi bị thiếu ở ngoài cái phần đầu móng này và chính giữa này. Nói chung là phần nào thiếu thì mình chỉ bù vào cái phần đó thôi. Còn những cái chỗ mà nó không có thiếu thì mình không có quan trọng. Hello. Do mấy anh chị mới vào nhé. Rồi. Mình để cho cái bột nó thấm đều hết nè. Mấy anh chị thấy không? Cho cái bột nó đừng có bị khô. Bột mà nó khô á thì nó cũng dễ bị líp, tại vì nó không có đủ cái độ cái nước để nó bám, nó thấm xuống. Còn mà nó ướt quá đó thì nó cũng dễ bị liếp. Cho nên mình lấy, quan trọng cái bột mình canh cho nó dẻo á. Rồi. Thường em lấy một cục bột, nó có dư thì không sao, đừng để nó thiếu. Tại thiếu mình hay phải lấp vào đồ này kia, nó mất thời gian. Sometimes mà mình làm mình không để ý, cái là mình lấy hay lấy bột thiếu lắm, chứ thường thì em hay lấy bột dư hơn. Cho nên chủ nào mà tuyển ngân là phải chấp nhận em xài bột hơi hao hơn bình thường một chút. Nhưng mà sẽ bù lại là sẽ làm nhanh hơn cho mấy anh chị một chút. Từ đây xuống đây mình bắt đầu mình ôm xuống nè ha. Cái này là em xài móng phôi nì ngắn á. Mình muốn cắt ngang thì mình thành coffin. Nó có hai loại, một loại ngắn và một loại dài. Cái loại dài thì nó khách này họ không có muốn xài loại dài, họ làm việc nhiều á, cho nên muốn xài loại ngắn thôi. Rồi, vậy là xong rồi đó. Rất là nhanh. Hello anh Steve, lâu rồi không có gặp anh. Không, không gài em. Không rồi, em cũng mò lại bớt rồi đó anh ơi. Dạo này thành thợ mò rồi, cũng mò hơi nhiều. Làm relax hơn. Ở mấy cô khách tới em á, cô nói là nhiều khi khách tới là vậy. Em hỏi này, có thấy tao làm lâu quá không? Có bị phiền mày hay không? Thì nó nói không. Tao thích, tại vì tao thấy relax. Tao tới đây tao ngồi tao relax.
Em đang xài cỏ số 12. Thì mấy anh chị nào mà xài, ví dụ như cỏ 12 thì tương đối nó nhỏ lắm, cho nên là để đắp móng dài á thì mình phải lấy nước nhiều, mình phải quen. Còn không thì mấy anh chị có thể xài cỏ 14. Em thì xài hai số luôn, 12, 14. Có hai cây muốn xài cây nào xài à. Mà em thấy 14 thì nó dễ hơn cho mấy người mới vào, chưa có quen control cái nước á. Yeah, I realized that's one moving in the bottom of the table. Oh, yeah. Yeah, I thought it's like tied up together, but it's not. Oh, no. Rồi, cái này em đắp nhanh quá cho nên là bột nó còn ướt luôn á mấy anh chị, nó chưa có khô kịp. Năm ngón mình đắp một cục bột là thường nó không có khô, cho nên mình phải đợi. Thì tí xíu nữa em sẽ chỉ cho mấy anh chị làm cái mẫu này. Mấy anh chị thấy hai ngón này nó khác nhau liền không? Bị lỗi, sorry. Bị lỗi cái phẫu thuật thẩm mỹ, phải cần phải phẫu thuật thẩm mỹ lại tí. Đối với cái mẫu này thì em thấy là mình làm thưa ra nó đẹp hơn. Còn mình làm khít á, cái nó bị nhiều quá. Nó bị nhiều quá, cái nhìn nó hơi bị rối con mắt. Cho nên là mẫu sau em làm thưa ra cho nhìn nó dễ chịu hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó mảnh mai hơn, thấy rõ không? Rồi tí xíu thì mình sẽ làm cái bàn tay bên kia nó thưa ra ha. Và ở đây thì em làm hai màu ombre. Và cái này làm rất là dễ, mình chỉ cần mình blend, mình dùng bột mình đánh lên thôi. I want rough like you. Anh ơi, xưa nói vậy thì cũng không được. Hồi xưa em, lúc mà em mới qua Mỹ anh, em làm xấu lắm. Thực sự là em không có khiếu thẩm mỹ, người em không có khiếu thẩm mỹ. Hay là em thấy nó giống như vậy. Ok, khi mà mình làm cái chuyện gì mà mình chưa có yêu thích á, mình chưa có cái đam mê, thực sự là mình chưa có cái yêu thích á, mình làm nó ra nó không có đẹp. Thì em thấy là con người hình như là ai cũng có cái khiếu lệch nhau tí xíu. Nhiều người cái khiếu người ta trời sinh quá đó thì mình không có nói đi, nhưng mà cái khả năng của con người thì ai cũng như nhau hết á. Lúc đầu em mới qua Mỹ em không có thích làm nail, nhưng mà cái cuộc sống của mình thì mình bắt buộc thôi. Chứ người Việt Nam mình qua Mỹ mà không có bằng cấp đồ này kia thì đa phần là mình làm nail là cái nghề sướng nhất để mà mình vào mình làm rồi. Cho nên là mình chọn đi làm nail. Nhưng mà em thì làm 1-2 năm đầu thì nó thôi kệ, làm cho có, làm cho vui, làm kiếm tiền, lo gia đình vậy thôi. Nhưng mà sau này, thời gian sau này, thực sự là từ lúc vào trong nail job á, là trước lúc vào nail job 1 năm là em bắt đầu em dạy nghề cho mấy người thợ trong tiệm free. Thì thấy người ta ra nghề, người ta làm được thì mình vui. Thì trong đó có một cô bạn thân với em tới bây giờ luôn, lúc đầu vào trong tiệm là chỉ làm chân tay nước thôi, không làm gì khác hết á. Mà kêu làm bột là nhát lắm, không có làm. Mà sau đó mình chỉ người ta được, người ta bước qua được cái tự ti của người ta, cái lo ngại của người ta đó, thì mình thấy mình vui lắm. Mà mình cũng làm cho người ta được cái nghề nữa, mà cuộc sống người ta cũng tốt hơn. Hồi xưa là si người Mỹ mà sanh đẻ Lào mà sanh đẻ ở Mỹ mà, thì nó cũng giống như là Mỹ con á. Tuổi trẻ nó đi làm chân tay nước thì cuộc sống là thật sự nó chật vật hơn. Một tuần chỉ có mấy trăm đồng tiền check đồ này kia. Thì sau khi mà mình chỉ cho người ta, mình thấy nó trả bill bồng cho ba mẹ nó được, nó dư cuộc sống cho nó rồi, mình cũng thấy vui. Bây giờ ra nghề nhiều khi nó làm giỏi hơn em nữa, nó làm ra đẹp hơn em nữa. Nhưng mà mình được cái là mình vui đã vậy, là mình cho người ta được cái nghề. Cho nên là sau đó là từ lúc vào nail job, cái đam mê của em nó nhiều hơn. Rồi từ lúc đó bắt đầu mình mới học hỏi. Thực sự là em học hỏi của rất là nhiều anh chị trên online, trong cái cộng đồng của mình. Cũng thần tượng nhiều người lắm á.
Anh Steve sau này làm giỏi quá trời luôn. Thì nhiều bộ em thấy anh làm có khiếu lắm. Cái khiếu mà mình cạnh tranh với nhau là ở chỗ cái idea đó anh. Chứ tay nghề thì thực sự là nhiều khi mình trong nghề mình nhìn mình thấy rõ tay nghề người này hơn người kia như thế nào. Còn khách á, thì họ nhìn được một phần thôi chứ họ không có nhìn thấy hết đâu. Nhiều khi mình thấy cái bộ móng nó bình thường quá nhưng mà họ lại thích ở nhiều khía cạnh khác nhau, cho nên là mình không có biết được. Muốn học gì quá chị Vicky, học sai nghề. Học dũa giấu ngân là khóc luôn á. Em dũa là dở nhất. Em là đôi khi là mình cũng thấy được là mình làm không có phải là giỏi the best hay là mình có khiếu đồ này kia, nhưng mà em sure là em được cái là em tự tin để mà chia sẻ cho mấy người mới vào nghề, mấy người mà chưa có biết làm design nhiều hoặc là làm lâu năm nhưng mà cũng chưa có dự ý. Thì em tự tin để mà em chia sẻ hết những cái mà em biết. Còn nói mà Ngân làm nail giỏi là không có khuyết điểm là thật sự không có đâu. Trời ơi, nhiều bữa em làm bộ nail nhìn không dám chụp hình luôn á. Nó tùy theo cái ceiling hàng ngày của mình, đôi khi mình khỏe, đôi khi mình không khỏe, đôi khi mình vui không vui thì nó khác nhau. Nhưng mà ngày nào mà lên live mà chỉ cho mấy anh chị là nó sung lắm. Đó, mình giũa hai bên, mình đi vào thứ tự để cho cái shape nó đều, vừa bao nhiêu phần trăm, 80% đi. Rồi một tí xíu nữa cái mình quay lại để mà mình fix cái final shape. Lý do gì mà đắp bột hay bị đổi màu và có một lần trong ở giữa? Đó là cái bột của mình nó tùy theo bột ha. Một số bột nó bị marble và nó có một số màu mà mấy anh chị để ý á, giống như là màu tím nè, màu blue, navy blue nè, thì nó rất là dễ bị marble. Thì khi mà mình đắp bột mà marble á, thì mấy anh chị fix nó rất là dễ. Mình đừng có cố gắng đắp một cục bột nó bị marble rồi mà đắp một cục bột thì nó lại càng marble nữa. Mình lấy bột nó mỏng, thiệt mỏng thôi, cố gắng đắp làm sao mà như sơn vậy đó. Mình để lên cái mình quét 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 như nước sơn vậy đó. Rồi sau đó mình đi bột clear mình phủ lại thì cái màu mấy anh chị sẽ không bị vấn đề với bất kỳ một nào màu nào luôn. Cái đó là cái cách mà mình chỉ cho tất cả các màu luôn đó mấy anh chị. Bột nào mà bị marble đi nữa mấy anh chị cũng chỉ bằng cách đó thì sẽ được. Còn cái bột nếu mà mình thấy khó quá cho mấy người thợ xài, tại vì thợ thì có người ta nghề giỏi ta nghề không, mình muốn cho thợ xài chung được đó, thì mình lựa cái hãng bột nào mà nó đừng có bị marble. Ví dụ như Zeeland đây là em đã thử tất cả các màu rồi, nó không có bị marble. Mình phải control cái marble cho mấy anh chị dễ xài. Pearly, dạ Pearly có message cho em cái số điện thoại đi. Em nói thiệt là mấy anh chị thông cảm giúp em. Nhiều khi một người mà em xin số điện thoại 3 lần vậy đó, em không có nhớ. Em không có nhớ. Nhiều khi em không phải không để tâm, công việc nó nhiều quá đó, cho nên mấy anh chị thông cảm giúp em ha. Hello chị Kiều Nguyễn, hello mấy anh chị mới vào. Giờ bắt đầu tới cái vụ design này nè. Tới cái vụ design này vui lắm nè, mà nhanh nữa. Đó, mình đắp một cục bột mà nó đều, nó đẹp rồi đó, mình vụa ít lắm. Tới cái phần shape thì mình vụa rất là ít mà nó ra được cái shape vừa ý cho mình, là thấy chưa? Ok, not bad. The middle finger is first when I put on go to this side. Yeah. That's right.
Dạ em biết mấy anh chị, thật sự là mấy anh chị khách này cũng dễ thương lắm. Đôi khi nhắn cho em xong rồi nói em cứ làm gì làm đi, khi nào gắm gọi cho mấy anh chị. Là bên này mà có con cái, bên Mỹ mà có con cái đây em thấy ai cũng busy hết. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho hơ đèn và làm design ha. Em sẽ xài matte top coat, cái velvet matte nè. Hơ đèn khô là khô luôn. Dạ chính Huy Tuấn, dạ đúng rồi, màu nào cũng đắp được. Cái này là Z Blend, là bột chuyên cho đắp ombre, cho nên là thí dụ như cái tông màu mà em đang đắp đi nè, mấy anh chị ombre được với tất cả các màu nào, màu khác luôn, màu nào bên dưới cũng được hết. Và nó rất là dễ đắp cho thợ, cái nó dẻo á. Nó có 32 màu glow nữa. Bên em cái glow là cái mà khách hàng họ thích nhất, tại vì glow sáng mà nó dẻo, dễ đắp. Và em có cái tin vui cho mấy anh chị từ đầu năm tới giờ là bắt đầu từ năm nay tất cả những cái collection của Z Plan này họ sẽ chuẩn bị hạ giá cho tới hết năm nay, hầu như là tất cả cái collection đều được hạ giá cho mấy anh chị dễ xài luôn á. Là từ cái collection mới nhất của mình đi, em nói là cái Illumina đi đúng không? 10 15 đồng 95 một hũ giá bình thường. Cái năm nay là họ giảm xuống còn em nhớ là 10, khoảng 10 đồng rưỡi thôi á. Cho một hũ 2 ounce bột đắp deep được. Còn nếu mà mấy anh chị mua collection của nó ví dụ 12 màu á thì nó còn có 9 đồng mấy à. Rất là dễ cho mình xài. Và cái này là mình sản xuất ở Mỹ hết. Thì nhiều người em biết là sẽ thắc mắc ở tại sao mà cái giá nó lại rớt á. Nó lại không phải rớt mà giảm. Là tại vì khi mà mình sản xuất ra cái số lượng lớn, mấy anh chị mấy năm nay mấy anh chị đã xài Z Blend quá nhiều rồi. Thì khi mỗi lần cái lượng sản xuất của mình nó tăng lên nhiều một cái số lượng lớn thì cái chi phí của mình giảm đi. Và như vậy thì cái giá của tụi em sẽ fix xuống cho mấy anh chị dễ xài. Dùng bột lô đắp đắp marble đẹp hết thuốc. Thanh Kiều, chị Vicky, Thanh Kiều anh Steve. Bột lô hả? Em nhớ mình có 32 màu. Em không nhớ giá chính xác, để em gửi cho anh cái link nha anh, nha Pearly. Khi nào em không biết luôn chị Linda, thì cái collection mới của mình thì họ đã start với cái new price rồi chị. Cái Illuminati á là cái collection mà hôm nay em xài nè, nó có 12 màu, họ đã start với new price rồi. Còn mấy cái kia thì em có thấy thông báo như vậy, nhưng mà thật sự là chưa biết cái tháng nào của năm. Cho nên lần này mà chị mua collection mới rồi, khi mà chị review lại là chị sẽ được giá special. Rồi em sẽ làm một ngón là ba, hai ngón là ba màu và mấy ngón còn lại là hai màu. Em sẽ xài một cây cọ bị hư bung ra. Cây cọ này em xài cỡ 8 năm rồi đó. Từ thời mà cọ 18 là xài chắc cỡ 8 năm rồi đó. Ok. Mình sẽ đi màu hồng. Rồi, em chấm hai cái màu vàng vào trong đây chứ. Rồi bắt đầu mình lấy mình quét vậy ha. Sau khi mà cái matte top coat của mình xong, mình lấy mình quét là nó sẽ ra cái màu nó thấm vào rất là đẹp. Hôm bữa em order top coat của Nail Job nhân hay sao? Anh chị mua cái gì mà thấy không có thích hay như thế nào đó thì cứ liên hệ vào Nail Job thì nhân viên tụi em sẽ hỗ trợ. Rồi kế tiếp là em sẽ đi cái màu cam. Em
em chấm hai bên trước rồi em mới đi chính giữa và cứ quét xuống bình thường vậy nè, tại mình muốn nó blend vào nhau mà. Đó, anh chị thấy ra hai màu đẹp không? Rồi kế tiếp là mình sẽ đi cái màu hồng. Nè em lấy em chấm bên này một cái, em chấm bên này một cái và bắt đầu em ép blend vào chính giữa. Rồi, hai ngón đó là hai ngón để mình làm design ha. Còn tất cả các ngón còn lại thì em sẽ nhúng cái màu hồng một khúc như vậy. Ừ, cái Illuminati để làm theo cái cách ombre kiểu này rất là nhanh mấy anh chị. Đẹp chưa? Nhanh nữa. Cái này mà thợ không biết làm ombre thì mình cho làm ombre theo cách này luôn cũng được. Rất là dễ cho người ta làm. Đó, chỉ cần quét 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 vậy thôi. Dạ, em hơi 30 giây. Cái gì ở dưới? Cái mat top, cái mat velvet của mình đó chị. Rồi em sẽ dùng màu cam, em đi chính giữa nè. Em chấm phải. Đó, mình blend nó nhẹ vậy thôi, nó ra nhìn đẹp không, nhìn nó mướt ha. Fairy Dust Glitter, dạ không, cái Fairy Dust mình không có dùng trên top coat gel nha. Tại vì nó tương đối là nó dày, cho nên là mình phải xài với bột clear mình phủ nó lại thì nó mới đẹp hơn. Rồi. Đó, vậy là xong cái ombre của mình. Sau đó thì em sẽ xài matte top coat em phủ lại hết. Sơn treo hay đắp bột gì cũng được chị Ngọc. Cái này mà mình sơn treo xong rồi mình làm theo kiểu này cũng được. Hoặc là mình đắp bột xong rồi mình sơn matte top coat mình làm kiểu này cũng được. Cả hai đều được hết. Chủ yếu là cái chai matte top coat của mình á. Nó khô hoàn toàn nhưng mà nó có cái độ bám vừa phải cho cái bột mình nó lên. Với lại cái bột của Z Blend, cái Illuminati Collection mới á, cái pigment nó đậm đặc lắm. Pigment màu nó đậm đặc cho nên là mình làm ra kiểu này rất là dễ. Còn những cái bột mà màu pigment không có đủ á, thì mình làm nó không có đủ màu để nó bám. Chị Ngọc có cái collection mới chưa? Của Z Blend màu từ số 133 cho tới 100 mấy sao? 33 cho tới 44, 12 màu. Mới giá của mình có 9 đồng mấy cho một hũ thôi đó mấy anh chị, hũ 2 ao á, hũ này nè. 9 đồng mấy một hũ khi mua nguyên collection. Rồi, sau đó mình sẽ cho hơ đèn ha. Nó không có bị mất shape là mình sẽ cho hơ đèn. Đây em xài chai mát này đây. Và ba màu hôm nay em xài là 133, 134 và 140. À, cái này là cái label cũ của mình. Và cái này là cái label mới của mình cho mấy anh chị dễ xài. Nó có cái tên cho nên Lollipop.
My just arrived. Thank you anh. À, thực sự là mấy cái màu này mùa hè mấy anh chị đem ra để xài mà làm kiểu ombre mấy kiểu này nè rất là dễ ăn tiền ngon nữa, khách quay lại mình feel cũng dễ, mình chỉ cần bào ở trên xuống thôi, nó giống như là có cái top coat trên mà mình chỉ cần bào xuống một cái thôi là mình đã đổi màu mới được rồi. Ok, ở đây thì em có cái này là cái olive gel ha. Em xài màu đen nó đậm đặc lắm cho nên là mình xài nó dễ. Và cái cỏ em xài là size matter. Oops, sorry đây. Rồi, ở đây thì em sẽ đi một cái dòng cung. Hơn quá. Ok, sau đó thì em sẽ đi cái đường line. Cái này nó là treo cho nên nó không có khô, mình vẽ nó rất là dễ. Rồi, sau đó thì em sẽ xài cái cọ. Ok, em sẽ đi luôn mấy cái đường ấy. Cái đi là mình sẽ xài cái cọ để mà mình vẽ ha. Now you can just flask here a couple second. Làm trên deep được hay không hả? Mình phải sơn matte top coat cho nên là khi mà làm trên deep thì mấy anh chị phải cẩn thận khi mà sơn matte top coat. À, phải thiệt là kỹ không thôi nó sẽ dễ bị tróc. Rồi mình sẽ đi cái line này và đi thưa ra ha. Em thấy là đi thưa ra thì nhìn nó mảnh mai nó đẹp hơn. Dùng cái treo trên cái đầu cỏ ít thôi. Em sẽ vẽ cái đường thẳng xuống đây. Mấy cái mẫu này vẽ hoa văn lên nhìn nó đẹp. Cái này chủ yếu là mình vẽ ở cái đầu cò. Mấy anh chị làm mà có mấy cái mẫu ombre này nhớ chụp hình cho em coi với nha. Thì cái là khách hàng của Nail Job làm nail rất là đẹp mà đôi khi là không có
Ngại không có post hình, lâu lâu em xin được mấy tấm quá là đẹp luôn. Rồi sau đó thì em sẽ xài cây cọ ngắn hơn để mà em vẽ cái vòng xung quanh đây. Cái xung quanh này mình xài cây ngắn hơn nó dễ hơn. Tới lúc này là em xài cây cọ sorry nè. Cái sorry nó như là cái viết vậy đó, nó ngắn. Úp. Cho nên mình control nó rất là dễ. Mà nó nhanh nữa. Rồi sau đó thì em sẽ dùng cái cây chấm bi. Bắt đầu em chấm lại ha. Rồi. Dễ thương không mấy anh chị? Sau đó em sẽ cho hơi đẹp. Hello Mỹ Lệ. Hello mấy anh chị mới vào. Mỹ Lệ và Vicky là hai người làm rất là nhiều cái picture cho trên cái nail job của mình. Không gặp mấy anh chị thấy mấy cái video mà tutorial chỉ về cách làm này kia, vẽ bướm rồi này kia là toàn là của Mỹ Lệ không á. Mà nhiều anh chị hiểu lầm là tưởng Ngân làm. Không có, nail job mình có rất là nhiều người làm đẹp mà làm video rất có tâm luôn. Đó là educator của nail job giống như là Vicky nè. Vicky là bạn thôi, không phải là educator. Nhưng mà làm rất là đẹp và có tâm. Anh Steve cũng vậy. Chị Cathy nè. Kim Trần và Mỹ Lệ. Đó, mấy anh chị đã làm những nhân vật này là những nhân vật mà toàn là chia sẻ video hình ảnh làm rất là đẹp. Rồi, ở đây mình đi hai cái vòng cung trước ha. Rồi, sau đó em sẽ đi đường sọc. Năm nay tụi em đang lên plan là cuối năm này mình sẽ có những cái show ở nhiều tiểu bang khác nhau. Trước tiên là hình như là sẽ là Philadelphia, Chicago, không biết có Las Vegas hay không, Dallas, Texas. Đó là ba tiểu bang trước tiên mà em biết là mình sẽ có show. Mà mấy cái show này là free show nha mấy anh chị. Tới thì tụi em sẽ có educator để chỉ cho mấy cái cách làm mẫu design và tụi em cũng dạy cái technique đó trong lớp luôn cho mấy anh chị tham gia. Không biết là có ai ủng hộ không nè.
Show này là năm trước mình đã có rồi. Là sau đó là Ngân có baby cho nên phải ngưng. Bây giờ là mình sẽ có lịch lại. Mấy anh chị ở tiểu bang nào mà muốn tụi em về làm mấy cái show đó thì có thể bỏ tên tiểu bang lên đi. Tụi em sẽ làm lịch để về những cái tiểu bang đó. Philadelphia là mấy chị bên đó rất là dễ thương luôn á. Tụi em về được Philadelphia và Chicago. Trời ơi, toàn người dễ thương không. Mà phải nói đi show ở đâu thì thấy là mấy anh chị tới người nào cũng nhiệt tình lắm. Tới rồi mang đồ ăn tùm lum hết. Nói chung rất là vui. Cho nên nhiều khi đi show mà bị ghiền á. Louisiana được không hả? North Carolina. Yeah, trước đó tụi em có về North Carolina luôn mà em quên. Thì để năm nay em liên hệ lại với chị Linh, trường học bên đó. Để coi tụi em sẽ về bên cái ngay cái trường bên đó luôn để cho mình có cái chỗ nó dễ á. Mấy anh chị cứ bỏ cái tên tiểu bang xuống đi, cái tiểu bang nào mà em thấy có nhiều người thì tụi em sẽ làm lịch về những cái tiểu bang đó trước. À, với lại em cũng đang năn nỉ cô Ngân Phan để mình đi cô Ngân có lớp ở đâu thì tụi em sẽ làm show ở đó luôn. Thì thường là lớp last của mình á là thứ hai ba tư thì tụi em sẽ cố gắng làm show vào ngày chủ nhật. Thì chủ nhật có thể là mời cô Ngân Phan qua sớm để demo cái last trong lớp cho mấy anh chị coi luôn, có nghĩa là vừa có nail vừa có last cho mọi người có thể coi trực tiếp tại đó. Thì tới đó anh chị nào mà thí dụ như đang làm lá mà gặp khó khăn hay là cái mình cần fix cái gì đó mình đã học nghề qua rồi mà mình còn bị problem thì có thể tới đó gặp cô giáo. Cái đó là học free luôn đó. Rồi sau đó thì em sẽ vẽ cái giống như là cái háp vầng trăng như đó. Hồi nãy giờ em không có nhìn hết mấy tiểu bang mấy anh chị bỏ vào, có ai ở New York không? Em cũng muốn về New York một chuyến cho nó đi rửa lúa luôn. Xưa giờ chưa được đi New York. Trời, vẽ lại mà con ghế này nó gãy sạc sạc hay sao vậy á? Nói chứ lâu lâu mỗi lần mà nói tới đi show á là em hay coi coi là cái tiểu bang mình tới nó sẽ có cái gì ăn vui chơi vui hay là shopping vui, hào hứng lắm, coi đồ canh nó dữ lắm nha. Trời, tới qua làm show mấy anh chị ơi làm sấp mặt đâu có thời gian đâu mà đi, xong rồi ra sân bay chạy về không kịp luôn á. Nhưng mà năm nay chắc phải canh có thời gian để đi chơi chứ không thôi uổng phải không. Qua bên mấy tiểu bang giống như em nhớ như cái đó ở bên Phila. Trời nhiều chị đẹp dễ thương lắm, ở lại tới 8 9 giờ tối. Rủ đi ăn, đi uống, đi barbecue đồ này kia. Rất là vui. Nhưng mà phải đợi qua cái dịch corona nha. Nãy giờ nói mà mình ngồi suy nghĩ lại mới nhớ.
Tại vì em sợ, em thấy là bây giờ nguy hiểm nhất là trên cái máy bay ấy, mấy anh chị. Mùa này là mọi người bớt đi travel cho nó đỡ. Tại trên máy bay là mình, nhất là mùa vừa flu mà vừa corona nữa, lên cái máy bay là cái môi trường mà nó dễ gây bệnh nhất. Nên mỗi lần mà đi đi travel work á, là em phải uống vitamin C rất là nhiều luôn, đem theo uống. Đi đó là mình không có ngủ đủ là cơ thể của mình nó đã yếu rồi. Rồi, vậy là xong cái mẫu của mình ha. Cái mình dùng chấm polka dot. Tới cái polka dot này là ai cũng chấm được rồi. Hình như là làm nail học nghề vẽ ai cũng ra nghề với cái polka dot. Hồi xưa em nhớ là vẽ cái bông mà chấm 5 chấm đó, rồi quẹt vô á. Lúc mới học vẽ là học cái đó. Rồi, xong rồi đó. Ê, dễ thương chưa? Now you can cure. Beautiful. Thank you, babe. Và với cái mẫu này thì em recommend là 2 lần top coat nha mấy anh chị. À, có nhiều người nói là làm cái này nó dễ bị bay màu, nó không có giữ lâu. Thì em mới nói là mình nên làm 2 lần top coat để cho nó bám được lâu. Khách của em họ quay lại 3 tuần không có bị vấn đề gì hết, màu nó vẫn nằm yên ở đó, không bay đi đâu, không mất đi đâu, là do lúc nào em cũng đi 3 lần, à 2 lần top coat đó đó. Ok, one more time, I'm gonna get some Yeah. stone. Pixie mua ở đâu hả? À, tí xíu này em sẽ gửi cái link ha, gel black đó có trong nail shop hay không? Dạ có. Hồi nãy giờ em thấy rất là nhiều anh chị gửi cái comment vào hỏi mua đồ ở đâu. Em có thấy chị Vicky trả lời là thank you chị. Và tí xíu nó về thì em sẽ gửi link cho mấy anh chị thêm. Rồi ở đây thì em sẽ cần có glue gel. See, I just organized I my station. Not mess up, right? Oh my God. When you look at it, like, what? Is there something mess up? Okay, cái ngón này thì em sẽ đi một tí xíu cái hột xoàn. Cho nên là mình sẽ cần glue gel. Ok, em đi một cái vòng cuticle luôn đi ha. Tại cái mẫu này nó vậy thì mình đi cái vòng cuticle nhìn nó đẹp hơn. Em đi một cái vòng mà glue gel, em đi em vẽ một đường ngang vậy nè. Thì năm nay là ước mơ của em là đi đâu mấy anh chị biết không? Canada. Canh mùa hè đi qua ăn trái cây. Nghe đồn là Canada có trái gì? Măng cụt hả? Bonbon and măng cụt. Đấy, em có tinh thần ăn uống lắm. Đi đâu mà nghe nói có đồ ăn ngon là nó hào hứng à. Rồi.
Hello mấy anh chị mới vào. Cái này là em đang xài hai màu của Illuminati Collection đó. Actually ba màu luôn. Đó. Cái này là em đi hộp 3 size ha. Lớn nhỏ. Size lớn là lớn nhất á là 10. Kế đó là 6. Hai cái nhỏ nữa là 3. Thì em đi hai là hộp sòn của Swarovski và của Journal mix lại với nhau. Hầu như là lúc nào em cũng đi mix hộp sòn, mix size hết á. Trừ khi nào mà khách của em họ khách mà nó chịu chi cho Swarovski 100% á. À, thì em mới đi 100% thôi. Chứ không thôi thường đi hộp sòn 100% Swarovski mắc tiền quá chịu không nổi. Rồi, sau đó thì mình sẽ top coat. Cái mát top coat này mình đi lại cái ngón này một lần nữa thôi là đủ rồi ha. Hồi nãy mình mới đi có một lần à. Cho nên em sẽ đi thêm một lần nữa. Lần đầu này nữa là xong luôn. Hai cái mẫu này mình vẽ rồi thì bây giờ mình sẽ phải đi top coat lại. Thực sự vẽ đó nó mất thời gian hơn là đắp bột nữa mấy anh chị thấy không? Hồi nãy em đắp bột hai bàn tay á, mà để mà em làm ra một bộ full set một màu duy nhất cho khách bước ra đó, em nghĩ chắc cỡ 25 phút à, mà họ đã xong luôn rồi. Đắp bột hai bàn tay, giũa shape everything. Còn cái vẽ của mình là cái nó lâu hơn. Rồi khi á, em đắp bột có 15-20 phút, ngồi vẽ cả tiếng đồng hồ mấy anh chị. Vẽ với gắn hộp xong, nhưng mà ra thì mình lấy tiền bộ khách đó. Bộ móng nó mắc tiền. Với lại là khách họ quay lại với mình là tại vì mình vẽ dời đồ này kia. Rồi xong rồi, sẽ cho hơi đèn ha. Rồi bộ này giờ em chỉ cần gắn cái hộp sòn đi một vòng nữa là xong. Bộ này em lấy khách khoảng bao nhiêu hả? À ok, bây giờ em tính tiền cho mấy anh chị nghe nha. Bộ này mà nếu như mà mình đã đắp bột không á, thường đắp bột màu móng ngắn là 45 mà dài mà một cái này nữa thì mình tính là khoảng cho là 55 đi ha. 55 rồi ombre cái kiểu này mà 10 móng. Ombre hai màu mà 10 móng thì mình lấy thêm cỡ 55, mình lấy thêm 10 20 đồng nữa, 15 tới 20. Vậy em lấy cho là 20 đi, 55 với 20 là 75. 75 với hai ngón mà mình vẽ. Bốn ngón chứ. 75 mà mình vẽ bốn ngón này. Một ngón mình tính 5 đồng thôi, 20 là cỡ 95. Em nghĩ cỡ 95 đồng. Gắn hột xoàn nữa là mình chưa tính. Tùy mọi người nha. Em nghĩ là dao động cỡ 98 cho tới 110. Em lấy giá tùy theo khách.
khách có tiền em lấy khác, khách ít tiền, tại vì mình biết khách mà quen á là mình biết con khách nó làm sao, em lấy khác. Tại cái giá design trong tiệm của em không có để một giá duy nhất, cái bảng giá design em để là vary. Mà cái người khách ví dụ như họ họ không có tiền, không có chi nhiều, không phải là lần nào tới mình cũng expect họ là trăm trăm mấy chục đồng, thì mình thấy khả năng của người ta là 70-80 thì mình có thể lấy thấp hơn xuống một chút. Nhưng mà người khách đó phải là người khách tới với mình hoài, every 2 weeks, thì mình sẽ không có ăn theo cái kiểu mà một lần hoặc là ăn giá cao một lần, mình cứ lấy cái giá vừa phải chứ không phải rẻ mạt nhé, giá vừa phải và mình ăn đều đều, là cứ 2 tuần là họ tới với mình, 2 tuần là họ tới với mình. Giống như cô khách này đi, 2 tuần cô tới và cô làm người mẫu cho em nữa, cho nên là đương nhiên là cô phải có cái giá đặc biệt này. Cái quan trọng ở chỗ là làm người mẫu cho em á, bởi vì tối mà em muốn làm live cho mấy anh chị coi á, là em làm nửa đêm vậy không nè, 9-10 giờ đêm, khách mà chịu ngồi với mình tới 9-10 giờ đêm á là cũng coi như là họ dễ thương lắm rồi. Với si tới với em every 2 weeks mấy anh chị. Khách thường em làm cũng vậy, mai buổi trưa em cũng có appointment để coi mai làm bộ móng gì thì em like cho mấy anh chị coi. Giờ này khách lấy appointment rất là nhiều, mà có bữa thì làm live được, có bữa khách không cho làm live. Khách cũng phải nhiều người cũng khó tính lắm, tối mà xin làm live nó không cho. Nên lên coi lên đây nói mới nhớ ổng gầy. Trên cái live này có lâu lâu cái có mấy người mà bên Việt Nam người ta vào á, trời ơi comment nghe tuột mút thiệt chứ, vô tai của khách mà chê tai xấu, tai đen, tai này tai kia. Hoặc là lâu lâu cũng có mấy người làm móng bên bên này nữa, làm thợ nail, check profile để làm thợ nail mà chê là khách tai đen, người quạ quyết rồi này kia. Em mới nói thì có khách làm cho có nuôi được cái miệng là mừng rồi, ở đó còn chê tay xấu, tay đen, tay trắng nữa. Nó mà không có đem tiền tới nữa đó, cái treo cái mỏ lên thì không có đồ ăn rồi. Trắng đen nó không còn là vấn đề phải không? Dạ chị, hồi nãy em sẽ cho Liên mua hột sòn. Hello, bà ngoại xì tin, trời ơi. Bữa nay giận ai mà quất lên tấm hình nhìn ngầu thế. Hello mấy anh chị mới vào, thank you, thank you. Thiệt là làm cái bộ móng này ngồi nó relax lắm nha. Em phải relax, em mới ngồi vừa làm mà vừa quay live cho mấy anh chị coi. Chứ thường em thấy quay live nhiều người dễ bị căng thẳng lắm. Ngồi làm bình thường thì không sao, mấy anh chị vừa quay live mà vừa làm nó tập trung nhiều thứ cho nên là dễ làm cho người ta căng thẳng lắm. Rồi, đây. Ok, bây giờ mình dẹp bớt cái này đây. So pretty. Thank you, babe. Xong cái mẫu của mình rồi. Yay! Thấy cái màu dễ thương không? Đây là cái ombre rất là nhanh và dễ làm. Cho mấy anh chị nào mà không biết làm ombre luôn cũng có thể làm cái mẫu này ra nó đẹp nữa. Chị Kha Tì thì nói là tiệm chị là thợ không biết làm ombre nhiều. Mấy cái màu này mình đắp ombre nó cũng tương đối là khó nha. Ok, now hold them like this, put it together. Mấy mẫu này mà làm ombre nó cũng rất là khó, nếu mà đắp bột á, mình phải blend nó ra rất là kỹ. Còn mình làm đánh theo kiểu này nó vừa nhanh mà nó vừa đẹp nữa.
Dạ mát sắp khót này không có clean. Để lên nó khô, nó mát vậy và nó giữ cái độ mát rất là lâu. 2 tuần khách quay lại vẫn còn mát, nó không có bị bóng lại. Em để dầu nè, mấy anh chị thấy là cái tay khách em để dầu đúng không? Giờ em ví dụ như cái ngón này đi. Cái ngón này đi ha, mấy anh chị thấy em chấm dầu lên nó shiny đó. Mình chùi đi cái là nó mát lại rồi, nó không có bị shiny. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Và anh chị nào có question về sản phẩm á, thì cứ bỏ câu hỏi xuống rồi tụi em sẽ trả lời cho mấy anh chị. Hoặc là có thể cho số điện thoại thì ngày mai sáng thứ hai tụi em sẽ gọi để mà tư vấn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Và tất cả các bột hôm nay em xài là từ Z-Blend hết. Z-Blend màu số 56 cho tới 3 màu của mình. Đó là 134, 133 và 140. Rồi, thank you và good night cả nhà.